sống thế nào cho sang một đôi giày của bạn lúc nào cũng nên sạch sẽ hai tránh nói những chuyện vô nghĩa qua điện thoại nếu bạn cần nói chuyện với ai đó tốt nhất là nên gặp riêng người đó ba khi mượn xe của ai đó hãy nhớ đổ đầy bình xăng như một cách cảm ơn bốn nếu ai đó xúc phạm bạn bạn không nên đáp trả hoặc to tiếng với họ việc bạn cần làm là mỉm cười năm nếu bạn nói tôi mời bạn là người thanh toán. Bạn có thể nói đi ăn đi thì trong trường hợp này ai trả phần của người đó. Nếu một người đàn ông đề nghị được thanh toán cho một người phụ nữ thì cô ấy có thể đồng ý, sáu. Đừng để điện thoại lên bàn khi đang nói chuyện với người khác. Làm như vậy, bạn đang cho thấy mức độ quan trọng của thiết bị này trong cuộc sống của bạn, bạn đang tỏ ra chán nản với những gì đang diễn ra và bạn sẵn sàng dừng cuộc trò chuyện vô ích này lại để kiểm tra Instagram trả lời một cuộc gọi quan trọng hay chơi game. 7. Nếu bạn đang đi cùng ai đó và người đó chào một người mà bạn không biết thì bạn cũng nên chào họ. 8. Đừng dùng loa ngoài khi nói chuyện, trừ khi đang không thể cầm được điện thoại trên tay. 9. Đừng bao giờ ghé thăm mà không gọi trước. Nếu ai đó tới nhà bạn mà không báo trước, bạn có thể mặc áo choàng tắm và cuốn lô tóc để nói khéo rằng bạn đang không sẵn sàng để tiếp khách. Khi có khách không mời xuất hiện trước cửa, một phụ nữ anh thường làm như thế này, cô ấy luôn đi giày, tay cầm mũ và ô, nếu cô ấy thích vị khách đó, cô ấy sẽ nói, tôi vừa về nhà. Nếu không, cô ấy sẽ thở dài và nói, ôi tiếc quá, tôi đang chuẩn bị đi. 10. Vặn nhỏ âm thanh khi xem video, nghe nhạc hay chơi game ở nơi đông người. Tốt nhất là bạn nên có tai nghe. 11. Khi dùng điện thoại hoặc máy tính người khác, đừng vào những thư mục riêng của họ khi chưa được cho phép. 12. Nếu có cuộc gọi nhở, hãy lịch sự nhắn tin khi chưa thể gọi lại. 13. Một người đàn ông nên đi về phía bên tay trái của người phụ nữ. Quân nhân là trường hợp ngoại lệ duy nhất, vì họ phải luôn ở tư thế sẵn sàng để chào đồng đội. 14. Các lái xe nên nhớ rằng, hành động đi nhanh qua vũng nước làm bắn lên người qua đường thực sự rất khó chấp nhận. 15. Chính điều nên được giữ bí mật, tuổi tác, tiền bạc, cải vã trong gia đình, tôn giáo, các vấn đề sức khỏe, chuyện tình cảm, quà tặng, sự vinh danh và tình trạng bị thất sủng. 16. Một người đàn ông không bao giờ nên chạm vào một người phụ nữ mà không xin phép cô ấy. Điều này có nghĩa là những việc này không được chấp nhận, cầm tay cô ấy, chạm vào cô ấy trong cuộc trò chuyện, đẩy hoặc cầm vào phần trên khuỷu tay, trừ khi một người đàn ông đang giúp cô ấy ra hoặc vào xe, hoặc đi qua đường. 17. Nếu ai đó gọi cho bạn một cách thô lỗ, bạn không nên trả lời. Hãy là tấm gương về việc hành xử lịch sự. 18. Nguyên tắc vàng khi dùng nước hoa là dùng vừa phải, nếu bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của mình vào buổi tối thì có nghĩa là mọi người đã quá mệt với nó rồi. 19. Một người đàn ông có giáo dục sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng đúng mực với một người phụ nữ. 20. Khi có phụ nữ, hãy chỉ hút thuốc nếu được sự đồng ý của họ. 21. Dù bạn là ai, giám đốc doanh nghiệp, học giả, phụ nữ lớn tuổi hay một sinh viên, khi bước vào phòng, bạn nên là người đầu tiên chào mọi người. 22. Hãy tôn trọng sự riêng tư của thư tín. Cha mẹ không nên đọc thư của con. Vợ chồng cũng nên tôn trọng nhau như vậy. Kiểm tra túi của ai đó để tìm thư, những lời nhắn tình cảm hay những thứ khác là vô cùng khiếm nhã. 23. Tránh cười, nói chuyện quá to, hay nhìn chầm chầm vào người khác. 24. Luôn luôn chưa thức ăn cho người mua chúng về, cho dù họ có khăng khăng rằng mình sẽ không ăn. 25. Đảm bảo không quên trả lại những cuốn sách đã mượn về đọc. 26. Trả lại số tiền vay càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc họ phải đòi. 27. Nếu ngủ lại nhà người khác, nhớ gấp gọn gàng chăn, gối trước lúc trời đi. 28. Khi được ai đó nấu ăn cho, rửa bát và dọn dẹp chắc chắn là việc bạn nên làm. 29. Đừng cãi nhau ở chốn công cộng chẳng có lý do gì để những người xung quanh chịu sự tức giận của bạn. 30 đừng quên cảm ơn những người thân yêu và bạn bè. Họ giúp bạn không vì họ phải làm thế.